Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho tất cả các bác là sửa cái bơm cáp này, sửa và nguyên lý hoạt động của nó. Em sẽ nói về nguyên nguyên lý hoạt động của nó trước nha các bác ha. Đây, dầu đồ nghề của em này. Hôm nay em sẽ nói về nguyên lý hoạt động của cái bơm này, xong rồi em sẽ vệ sinh cái bơm của em. Xong rồi em sẽ nói cho các bác là nó hay hỏng ở cái đâu các bác nha. Nguyên nguyên lý hoạt động của nó ấy, thì nó có cái ba cái piston. Đây là một cái piston, piston ở ngoài ngoài cùng nhất. Ở bên trong này cũng có một cái piston nữa ở đầu đầu trong này, ở trong nữa có cái ti ấy. Tí nữa em theo pha em sẽ nói cho các bác biết. Bắt đầu em sẽ tháo cái từ trên này ra trước nha các bạn nhé. Rửa tay tay cầm này, các bác xoáy xoáy ra, các bác lấy một cái que thì đẩy đẩy nó ra các bạn nhé, đẩy cái chốt này ra. Các bác đẩy chốt ra xong các bác kéo nó ra nhá. Được. Chưa đến quên, các bạn cái này nữa. Đây các bác dùng cái này để vặn cái tông này ra, cái ống ngoài cùng này ra. Đây các bạn. Bây giờ em sẽ nói về nguyên lý hoạt động của nó các bác nhé. Từ từ em thả nốt cái này để nói cho bác dễ dễ hiểu. Các bác dùng cái này để vào hai cái khớp này để vặn ra. Đây nha các bác. Bây giờ em sẽ nói về nguyên lý hoạt động của nó. Nó sẽ như này các bác. Như này. Lúc đầu là bơm mình để tự nhiên như này đúng không? Cái này đẩy đẩy xuống nữa đúng không? Em để một tí ha. Mình bắt đầu kéo lên như này là cả cả cái que trong này, cái piston trong này nữa. Nó kéo lên như này thì nó xảy ra hai quá trình lấy khí. Nó sẽ lấy khí cho cái ống, nó sẽ lấy khí cho cái ống này, nạp nạp khí cho cái ống này và nạp khí cho cái piston trong cùng này nữa. Xong rồi nó sẽ nó cái còn cái ống ở bên trong bên đây ấy, các bạn. Cái ống to này thì nó sẽ là nó nén khí, nó đang được nén khí, cái này nén khí lên, piston này nén khí lên vào trong cái lỗ này các bác ạ. Vào trong cái lỗ này. Nó nén khí lên vào trong cái lỗ này và nó sẽ lấy khí cho cái piston trong cùng này. Cái này cũng lấy khí, piston trong cùng này cũng lấy khí. Nó chỉ được cái này nén khí lên từ này, nén vào trong cái qua cái lỗ này các bác ạ. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Xong mình đẩy xuống ấy, đẩy đẩy cái piston này xuống và cái này xuống thì nó sẽ cũng xảy ra hai quá trình nén khí và một quá trình nạp khí.
mình đẩy cái này xuống thì cái piston này xuống dưới đây thì là cái này, từ cái khu vực này ở trong cái này nó sẽ bắt đầu nạp khí. Các bạn hiểu không? Nó sẽ nạp khí từ đây nhé, từ đây đến đây, đến khu vực này nó kéo lên đây, ví dụ như này nhé, em bỏ cái vỏ cái piston kia ra, nó kéo lên như này thì nó sẽ không khí ở trong này nó sẽ nén nó đẩy vào cái lỗ này các bác ạ. Nén nó sẽ đẩy vào cái lỗ này để nạp khí trong cái bình trong này. Xong nạp nó nạp vào trong bình trong này, xong nó sẽ nạp vào bên trong này các bác ạ. Xong rồi mình đẩy đẩy nó xuống thì nó đẩy nó xuống, cái này nó sẽ làm nhiệm vụ đẩy cái khí nén ở trong mình đã nạp sẵn ở trong này, nó đã nén sẵn ở trong cái bơm, xong nó sẽ đẩy đẩy qua cái van một chiều này và qua đẩy qua van một chiều, xong rồi đẩy qua cái ống dẫn vòi dẫn này rồi vào cái bình hơi của mình các bác ạ. Nguyên lý nó rất đơn giản đó các bác. Bây giờ em sẽ tháo ra vệ sinh nó nhé. Em nói vậy không biết là các bác nào có hiểu không? Chắc là cũng cái nguyên lý hoạt động này, nếu mà muốn sửa thì cũng không cần biết là nó hoạt động như nào mấy đâu, cứ mình cứ tháo ra, để chủ yếu là tháo ra xem lăng sim nó có tốt không thôi các bạn ạ. Nó như nào, chủ yếu là cái nguyên lý hoạt động kia mình cũng không cần biết đâu, không cần để ý nó lắm. Em chả mang cái vải gì đi, không mang cái vải gì đi và một mình tự quay, không mang cái vải gì ở nhà, không có vải gì, dùng tạm cái vải để lau quá hơi bẩn tí. Em thì là em là người chơi nha các bạn nhé, thì em có biết sửa bơm này, em hướng dẫn cho những bác nào không biết sửa bơm, em còn trẻ thôi. Em thấy nhiều bác không biết sửa bơm này, em thấy rất là đơn giản. Các bác thấy em sẽ kể lại là lần đầu tiên em lấy cái bơm về, em chưa được 3 ngày em bơm vào cái cốc của cái van ấy. Em bơm đúng 3 lần chưa được, xong rồi em bơm lên 200 ký, nên hỏng luôn cái ti này, mua thế là lại phải mua cái ti này, mua cái bơm này 600 nhé, lại thêm mua cái ti này 100 nữa, thế là mất 700 nghìn. 700 nghìn mới bắt đầu dùng được, 3 ngày mua phải 3 ngày không dùng được, em tí nữa đập rồi. Xong em lại tìm hiểu, em tự tháo ra hết, các bác thấy tự tháo ra hết để học học cách sửa và nhìn qua nó. Lúc đầu là em mua cái ti này các bác này, đây các bạn này, các bạn nhìn này, đây đây, nó khác hoàn toàn luôn, cái ti này nó rất là phá sim, nó không dùng được, em thay hết tất cả cái sim nó đi theo bơm ấy, không dùng được, thì em lại mua cái ti mới này về dùng, ti này em dùng được nửa năm rồi các bạn, nửa năm rồi, cái này không dùng 3 ngày. Không nổi 3 ngày. 3 ngày là em thay hết tất cả các sim ở nó đi phụ kiện đi theo đấy các bác. Giờ em nói vậy thôi. Các bác sim các bác bơm các bác bị đẩy ngược ấy. Đẩy ngược cũng do cái này này. Do nguyên nhân là do cái này. Do cái ti này nó bị hỏng. Đây nó lấy nét rồi đấy. Do cái ti này bị hỏng này các bác này.
Nó không lấy nét được. Nó do cái ti bị hỏng đấy các bác nhé. Ti này hay bị hỏng cái sim này. Cái cú ấy, cái cú của em ấy hay bị hỏng cái sim này. Và em thay mới được nửa năm rồi các bác. Bây giờ mới bắt đầu có hiện tượng mẻ một chút rồi này. Các bác nhìn thấy không? Đây nó bị mẻ một chút ở cái pom cao su này, pom nhựa. Đầu ngón tay của em. Đấy đấy, các bạn nhìn thấy nó mẻ một chút rồi đấy. Nó chủ yếu là hỏng cái này. Còn các bác nếu mà vệ sinh ý thì cũng phải xem qua những cái răng sim này nữa. Răng sim này. Kiểm tra nó hoạt động tốt không? Nó bị rách mẻ ở chỗ nào không? Đây này, chỗ lần đầu em vừa mua về em phải không biết tháo đâu mà bị mẻ mất cái chỗ này thế. Tháo tung beng hết ra mà bây giờ mới bắt đầu biết sửa đấy. Nó bị mẻ một chút ở đây nhé. Xong rồi nó bị đẩy ngược thì cũng do cái van một chiều ở đầu dưới này nhá các bác. Cái van một chiều này nó không hoạt động nữa. Các bác phải tháo ra. Tháo ra vệ sinh nó. Vệ sinh em nó sạch vào. Cái bấm cao áp nó chỉ có vậy thôi. Các bác gửi đi đâu sửa nó rất là đơn giản. Nếu mà hỏng cái ti này ấy, thì các bác tự mua về thay vào được. Kẹp kim vào đây. Lấy cái này chốt vào đây giữ lại. Cái này này, cái thanh sắt này chốt vào đây dưới lại, kẹp kìm vào đây, vặn, xoáy cái, xoáy hai ba cái ra liền. Nó chỉ có như vậy thôi, các bác chỉ có thay ti này. Đơn giản lắm các bạn cứ tự mò một hai lần để sửa đi, không phải gửi đi đâu xa cho người ta mất phí, mất ba thêm bao tiền để làm gì cả. Đồ nó chẳng có cần cái gì nhiều mà. Đây. Ngày xưa em không biết em đang dùng cái ti này, cái ti ở trong cái hộp này. Cái ti gú zin của nó ấy. Thì em không biết em mua hẳn cái hộp gioăng cao su này. 150 sao? 120. Mua trên Lazada 120. Về có thay được cái nào vừa đâu, không có cái nào vừa luôn. Bây giờ này, một hộp này còn nguyên này. Phí lắm các bạn. Bởi không biết mà. Thế nên hôm nay em lên clip bảo các bác như vậy. Bác nào cũng đang bị như em thì cố gắng tháo ra tìm hiểu. Tìm hiểu để sửa. Bây giờ em sẽ vậy bôi trơn. À em nói với các bác là em sẽ dùng cái dầu này nhá. Dầu máy hun va ma máy cắt này. Cái dầu silicone của em hết rồi. Em sử dụng hết rồi. Nếu mà mua cái dầu silicone kia thì là anh em mình mất phải mua hai lọ vào 150 rồi. Vào 75.000 một lọ. Thì 75.000 lọ chỉ được một cái lọ chắc bằng cái nắp chai này. Bằng cái nắp chai này, dùng được bao lâu lắm? Thật sự em dùng cái này cũng thấy bình thường mà, dùng cái dầu này em chơi luôn cái dầu này luôn. Em thấy mấy tháng nay rồi, dùng cái dầu này mấy tháng nay rồi các bạn. Các bác bắt đầu bôi trơn vào đây nhé. Bôi trơn vào đây. Vào cái sim này. Bôi vào đây. Chút. Bôi dầu vào các bác. Đây, bôi vào trong này nữa các bác nhé. Ở trong này. Xong rồi bác cũng bôi vào cái đầu này một tí nhá. Đầu này một tí. Đây. Bôi vào đây một tí. Các bác nhìn thấy nhỉ? Bởi vì em một mình em tự quay tự làm này, không biết các bác nhìn thấy không.
không thể xem được, rất là khó đấy các bác. Ở trong này có nước giải nhiệt nhá các bạn nhá. Của em thì bị đổ đổ hết rồi, là đầu tiên em tháo ra bị đổ hết rồi, thế nên em bây giờ em dùng nước lá luôn. Bây giờ các bác cắm xuống thôi, đơn giản lắm, sửa nó chả có gì đâu. Cái bơm thì thật sự có cứ bắt đầu không biết sửa ấy, thì cứ tháo ra một hai lần các bác sửa, biết sửa ngay mà nguyên lý hoạt động của nó chả cần biết. Giờ lần đầu tiên là có biết nguyên lý hoạt động của nó đâu, em thật sự không biết cái nguyên lý hoạt động, từ bắt đầu mới mua ra chả biết đâu, lên mạng tìm hiểu nghe người ta nói gì chả hiểu, bắt đầu mò và sửa rồi bắt đầu về mới biết các bác ạ, nguyên lý hoạt động của nó như thế. Thật sự các bác không bắt đầu mò và sửa ấy, không tháo ra ấy, thì lên trên mạng người ta nói thế nào mình cũng không biết đâu, mình không biết bộ phận nào với bộ phận nào luôn ấy. Bây giờ các bác phải tự lấy cái bơm mình á, nó đang bị hỏng ấy, lấy bơm mình á, tháo nó ra xem. Các bác xem clip em từ đầu đến cuối thì kiểu gì cũng biết tháo bơm ra mà, nó đơn giản lắm, nó chẳng có mấy bộ phận đâu. Tí nữa em sẽ tháo cái van một chiều ra cho bác xem, nó cũng chả có gì đâu. Đấy các bác xịt chặt một tí là được. Xong rồi bây giờ lắp cái ống này vào các bác, cái piston ngoài này. Trước khi lắp này, em bôi cho một tí tí dầu máy này vào đây nhá. Đấy vậy thôi các bác, nếu có dầu silicone các bác bôi vào nó gì đâu, đơn giản lắm, vệ sinh nó chỉ có thế thôi, lau qua một chút các bác cắm vào xoáy. Thế thôi các bác. Đấy, chân trù. Đấy các bác đây này, các bác bôi thêm tí dầu ở đây nữa. Rồi. Rồi đây các bác. Ngon, hoạt động tốt rồi đấy. Các bạn nhé, này em có chút chuyện, các bạn nhớ nhớ là bây giờ lắp xong rồi các bạn à, đến đâu nhỉ, à đến đây cái bước cuối cùng ấy, các bác chốt vào xong rồi xoáy vào, xoáy chặt vào, thế thôi, thế là xong rồi, thế là xong hoàn chỉnh cho các bác. À còn đây 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 còn cái ở đít này, em sẽ tháo ra hướng dẫn cho các bác luôn. Đồ của em các bác, đồ đây, à cái lò xo này các bác ạ, trước là em xuống Hà Nội, em xuống chợ Chợ Giấy, em đi qua đấy em mua cái lò xo về thay cái lò xo búa của em này, lò xo búa của em này nhá. Xin lỗi các bác nhá, điện thoại của em toàn bị bộ nhớ đầy nên toàn bị thoát ra thôi, rất là khó. Em đang nói là cái lò xo này là ngày trước em mua ở dưới Hà Nội, hôm trước trước là em ở dưới đấy, xong rồi đi qua cái chợ rời nhiều lò xo này, mà em tìm ở trên chỗ quê em thì không có lò xo này, xuống dưới Hà Nội chợ rời cái gì cũng có luôn, cả cái răng xi măng su cũng có luôn, em mua được mấy cái răng xi măng su này đây các bác. À không phải loại này, đây đây đây, mua được mấy cái để dự phòng thay cái ti ti bơm ấy, đây 2.000 một cái đấy các bác, mua lẻ 2.000 một cái.
Còn cái lò xo này dài em cắt ra được một cái như này có 20.000 thôi các bác. Mua ở dưới Hà Nội 20.000 thôi. Các bác nhìn này, cái lò xo này nhìn. Đây, em bẻ bẻ cong một tí nhá, bẻ cong một tí bên này. Nó cong luôn. Thấy chưa? Các bác thấy nó cong cong chưa? Đấy. Các bác nhìn thấy loại lò xo này, lực nó đoàn đại hồi này. Có gì không? Nó lại thẳng luôn. Nó có lực đàn hồi rất là tốt đấy các bác. Có 20.000 thôi các bác. Các bác đừng đừng tin trên mạng. Trên mạng người ta quảng cáo lò xo ở đâu chả thế. Bằng chất thép này, các bác nhìn đây là chất thép này, đây là chất gì đây? Chất trắng trắng này em chả biết này. Đây là loại thép tốt nhá. Đây là thép loại thép gì trắng trắng này, bẻ cái nó cong. Làm sao mà làm được cái búa được? Cái búa mình phải chân chu như loại lò xo này này. Nó đàn hồi cực tốt này. Cực tốt luôn. Các bác thấy ở trên mạng người ta quảng cáo rất nhiều, rất là loại tốt này, mấy trăm nghìn này, 500.000 này. Rồi ơi, cũng chỉ bằng cái lò xo này thôi các bác ạ. Đừng nghe người ta bán hàng mà giá đắt, người ta lái nhiều. 20.000 mà dùng các bác thoải mái. Rồi em không linh tinh luyên thuyên nữa, em sẽ tháo cái này ra cho bác xem. Tháo cái van một chiều nha bác. Cái này tháo rất đơn giản thôi, các bác vặn hai cái ốc ở đít này ra. Hai cái ốc của đít này là cái lục năng này là đi theo bơm, các bác vặn vừa luôn. Rồi, tháo ra như này này, ở trong đây nó sẽ làm cái ốc nữa. Các bác sẽ lấy cái lục năng khác to hơn. Đây, lục năng này vừa vặn, các bác tháo ra, xoáy ra một cái cho nó ra, đơn giản lắm các bác. Đây nhá, nó sẽ có một cái lông đen ở đây, đệm ở đây. Và ở bên trong đây nhá, đây các bác, bên trong này nó sẽ là cái van một chiều, em sẽ khều nó. Hơi khó quá. Đây các bác, các bạn nhìn thấy không, rõ không? Đây chính là cái van một chiều. Đây chính là cái van một chiều các bác ạ. Đây van một chiều nó nhỉ, em sẽ lau đi cho bác nhìn rõ hơn. Đây các bạn, đây em đã lau lau đi nó sạch hơn như này. Van một chiều đây, khi khi lực hơi mình nén xuống ấy, nén xuống nó sẽ thắng cái lực lò xo này, nó sẽ đẩy cái van này xuống, nó đẩy van này xuống, nó sẽ lấy cái hơi nén ấy, nó chuyển chuyển qua cái vòi bơm này, xong nén vào cái bình của mình ấy. Xong cái lúc mình rút bơm lên ý, cái lò xo nó sẽ đẩy đẩy cái van này lên, nó sẽ đóng kín lại để nó lấy hơi, nó lại quay lại quá trình lấy hơi để bắt đầu mình lại một quá trình nạp khí vào trong cái bình đấy. Đơn giản lắm các bạn.
Rồi bây giờ em sẽ bôi chút chút dầu vào để em lắp vào thôi bác. Bác tháo ra bộ phận nào có cái răng xi măng su các bác đều cho cái dầu vào. Bác nhớ nên nhớ là bôi dầu silicone vào nhé các bác nhé. Con lau lau cái tất cả mọi thứ nó sạch đi. Em thì làm qua qua một tí thôi các bác. Em chuẩn bị có chút việc để đi làm. Em dành chút tranh thủ chút thời gian để làm clip cho các bác thôi. Đấy các bác cho nó vào này, xong lại siết con ốc vào. Siết con ốc vào thôi. Thế là mình đã vừa tháo hai ban một chiều ra rồi các bác nhé. Còn cái bộ phận cuối cùng này thì em nghĩ là các bác cũng chắc là biết lắp vào rồi. Xong em sẽ cũng, bởi vì cũng thời gian em quay cũng khá là lâu rồi, bây giờ em sẽ dừng clip ở đây đây các bác. Các bác nào nếu cảm thấy trong clip này em giúp gì được cho các bác thì các bác cho em một like và một đăng ký. Các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký cho em và các bạn nhớ like nhé. Nếu mà các bác không trong clip này em chưa biết được cái chưa các bác xem clip này chưa hiểu được cái gì, nếu mà cần em giải thích thì các bác bình luận bên dưới phần video ấy, bình luận ấy, thì em sẽ cố gắng đọc hết các bình luận xong em sẽ trả lời cho tất cả các bác. Thế thôi nha, em xin chào tất cả các bác nha. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé, đăng ký kênh ủng hộ em. Nói nhanh quá. Các bác ơi, em quên là em sẽ test cho các bác xem trong quá trình em làm xong ấy nó như nào. Quên mất các bác ạ. Đây, em sẽ lắp cái đầu test này. Lắp vào để em bơm test thử nha các bác. Cho các bác xem. Một cái nha các bác. Hai cái nhá. Ba cái. Bốn cái nha các bác. 5 6 cái á, 7 cái, 8 9 10 cái. Căng cứng rồi các bác ạ. Các bác nhìn gió nhỉ. Đây em phải quay lại như này cho các bác nhìn gió này. 9 cái, cứ cho 10 cái đi. Gần 200 cân rồi. Nó nén xong cái vòi bơm này gần 200 cân đấy, lên 200 cân đấy các bác thấy chưa. Bơm lại bơm này nó sửa đơn giản lắm các bác. Thôi thôi, em xin chào tất cả các bác nhá. Chào lại tất cả các bác lần nữa.